Ngày 29 tháng 6, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật bảo hiểm xã hội sửa đổi với 454 trên 465 đại biểu có mặt tán thành. Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Ngoài việc thực thi các quy định về hưởng bảo hiểm xã hội một lần, thì luật cũng quy định cụ thể việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, các đối tượng như sau là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý điều hành, giám sát của một bên; chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh; người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của luật pháp, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, thành viên ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của luật hợp tác xã không hưởng tiền lương; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, tổ dân phố; người làm việc không chọn thời gian, có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất; người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có hợp đồng lao động thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên. Tới đây, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà được hưởng thêm chế độ ốm đau và thai sản thì tôi nghĩ rằng là không chỉ có bản thân tôi mà tất cả những cái người hoạt động không chuyên trách cấp xã cũng sẽ rất là vui mừng và phấn khởi, vì khi đó mà khi được hưởng cái chế độ đó, nếu như mà không may bị ốm đau phải nằm viện hoặc là nghỉ sinh con thì chúng tôi cũng được thêm một cái khoản thu nhập bù đắp từ chính sách của nhà nước. Hầu hết tại các buổi tiếp xúc cử tri thì cử tri đều kiến nghị nội dung tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ở tổ dân phố, hay đối với việc tham gia bảo hiểm xã hội của chủ hộ kinh doanh vừa qua cũng gặp rất là nhiều vướng mắc trong thực tiễn thi hành luật 2014 và gây ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của chủ hộ kinh doanh cá thể. Việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đương nhiên là sẽ mở rộng mạng lưới bao phủ bảo hiểm xã hội, và đây là cái đích mà chúng ta đang hướng đến. Như vậy, với việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ có thêm khoảng 5 triệu người tham gia lưới an sinh. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, dẫn đến có thể sa thải một số lao động đã lớn tuổi hoặc cắt giảm lao động để tiết kiệm chi phí. Người lao động vì mất việc làm gặp khó khăn sẽ rút bảo hiểm xã hội một lần. Vì vậy, rất cần có những chính sách đi tắt đón đầu để bảo vệ người lao động không rời khỏi lưới an sinh. Tôi xin đề xuất một cái chính sách có thể hạn chế người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần, đó là giao cho bảo hiểm xã hội phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội cho người lao động vay không lãi suất hoặc là lãi suất rất thấp, và mức vay tối đa bằng cái số tiền người lao động được hưởng nếu rút bảo hiểm xã hội một lần. Và sổ bảo hiểm xã hội như là một sự đảm bảo cho khoản vay của người lao động, nên thủ tục phải hết sức đơn giản, không phải chứng minh tài sản và thu nhập. Thực tiễn cho thấy là không nhiều người muốn rút khỏi thị trường lao động. Khi mình đang còn tuổi, còn sức khỏe, họ chỉ rút khi không còn cái sự lựa chọn nào khác. Tuy nhiên trong cuộc sống có những cái phát sinh khó khăn buộc họ phải có một cái khoản kinh phí để giải quyết những cái khó khăn trước mắt. Bài toán đặt ra là làm thế nào để giữ chân người lao động trong hệ thống an sinh xã hội. Có thể có một cái nguồn quỹ nào đó cho họ vay để giải quyết những cái khó khăn vướng mắc trong thời đại điểm hiện tại. Và khi họ trở lại thị trường lao động thì họ đi làm lại và có thể trả cái khoản nợ này. Nghị quyết số 28 NQTU của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội nêu rõ, ra soát mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt. Việc sửa đổi bổ sung các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội chính là hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo cải cách của Nghị quyết 28, là một bước tiến trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho tất cả người lao động, kể cả những người làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân và khu vực không chính thức, qua đó mở rộng phạm vi bảo vệ của luật bảo hiểm xã hội hướng tới sự tiến bộ và công bằng xã hội. Đáng chú ý, luật bảo hiểm xã hội cũng giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống còn 15 năm để hưởng lương hưu. Điều này không chỉ giúp nhiều người lao động sớm hưởng lương hưu, mà còn thể hiện sự linh hoạt của chính sách an sinh phù hợp với thực tế và sự thay đổi của thị trường lao động.